Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước BMW X-Edder 2023 ra mắt thị trường Nam Á với mức giá bán từ 575 triệu đồng. Hãng BMW đã cập nhật cái mẫu Superbike hoàn toàn mới là cái chiếc X-Edder 2023 với một vài cải tiến nhỏ cho cái mẫu xe này. Và em ấy được coi là một trong những cái chiếc mô tô mạnh mẽ nhất trong cái cuộc chơi Super Sport 1.000 phân khối hiện nay. BMW X-Edder 2023 đã ra mắt rất nhiều thị trường bao gồm cả Mỹ, nơi có mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng 17.895 USD. Trong khi thị trường Ấn Độ thì cái mẫu Superbike hoàn toàn mới này sẽ được ra mắt thị trường vào đầu năm 2023. Như chúng tôi đã nói ở bên trên, tại thị trường Ấn Độ, cái mẫu Superbike hoàn toàn mới BMW X-Edder 2023 sẽ được ra mắt thị trường vào đầu năm 2023 với mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng 2.025.000 ruby, tương đương khoảng là 575 triệu Việt Nam đồng. Trong khi cái bản rồ thì có mức giá bán cao một chút, 2.215.000 ruby, tương đương khoảng là 629 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản rồ M Sport là phiên bản cao cấp nhất thì mức giá rơi vào khoảng là 2.445.000 ruby, tương đương khoảng là 695 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, cái chiếc Sportbike cỡ này thường khá là đắt tại nhiều thị trường như châu Á, nơi chúng được đánh thuế khá nặng và chi phí nhập khẩu cũng rất cao so với mức giá ở châu Âu. Tuy nhiên, mức giá yêu cầu cao chưa bao giờ ngăn được cái giới thượng lưu tại Ấn Độ sở hữu cái chiếc BMW X-Edder 2023. Theo như chia sẻ trước đó thì cái mẫu xe mới này sẽ được thay đổi nhiều ở mặt kiểu dáng, nhìn nó tinh tế hơn, hầu hết các thiết kế để cải thiện khả năng kết hợp của chiếc xe. Những cải tiến này xuất hiện dưới dạng là phần đầu xe phẳng hơn và cái cánh gió nhỏ hầm hố vốn chỉ có phiên bản là M1000EDR. BMW X-Edder 2023 nó cũng mạnh một chút so với cái bản cũ, với công suất là 206,5 lực từ cái động cơ lực 4 xanh nắng hàng chung tích là 999cc. Cái công suất của máy xăng là không thay đổi, dừng ở mức 113 Nm. Tuy ngoài việc tăng sức mạnh thì BMW X-Edder 2023 cũng trở nên thông minh hơn với nhiều tính năng mới được bổ sung thêm vào danh sách mở rộng các thiết bị hỗ trợ người lái điện tử. Với chức năng Slide Control Function và Crest Slide Assist đã được thêm vào để mang lại trải nghiệm lái xe thú vị hơn cũng như an toàn hơn. Cuối cùng là không thể kém cái phần quan trọng, BMW X-Edder 2023 có một vài điều chỉnh đối với phần khung, đặc biệt là cái phần đầu xe, để mang lại khả năng xử lý sắc nét hơn. Như chúng tôi đã nói thì cái chiếc BMW X-Edder 2023 tuy có mức giá cao là như vậy tại thị trường Ấn Độ, lý do là bị thuế, cũng như thực tế là cái con xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Đức về. Tuy nhiên thật thú vị khi lưu ý rằng nó có mức bán thậm chí còn rẻ hơn so với hữu cùng phân khúc tại Ấn Độ, đó là cái chiếc Honda Super E1000 FedEx SP 2022 với mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng là 2.311.292 ruby, tương đương khoảng là 657 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản Ducati Bentley V4 2023 thì cũng mức giá bán khởi điểm rơi vào khoảng là 2.649.000 ruby, tương đương khoảng là 753 triệu Việt Nam đồng. Còn BMW X-Edder 2023 dự kiến có mặt thị trường Ấn Độ vào trong giữa tháng 1 của năm 2023. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhấn like, subscribe.